Xin chào anh chị đã tới với kênh Nhà Đất Đông Sơn. Ngay bây giờ em đang đứng trên đường Võ Văn Ngân, thành phố Thủ Đức. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu đến anh chị một căn nhà rất là đẹp, gồm một trệt và hai lầu. Một căn nhà rất là đẹp. Thì ngay bây giờ em đang đứng từ ngoài hẻm ô tô đi vào, cách căn nhà thì đi vào hẻm ba gác khoảng 20 mét. Thì cửa chính của căn nhà anh chị có thể thấy nằm chếch hẳn sang một bên, không bị nhìn thẳng ra bên ngoài đường chính. Căn nhà thì anh chị có thể thấy đang được sơn cái màu xanh, xanh lợt thì rất là sáng sủa và rất là đẹp. Thế bây giờ em sẽ đứng ở bên ngoài cái căn nhà và quay chi tiết từ dưới lên để cho anh chị có thể thấy được cái vẻ đẹp của cái căn nhà này. Từ dưới lên thì anh chị có thể thấy nhà đều bố trí có ban công rất là hiện đại, gồm hai ban công của hai tầng khác nhau. Ngay bây giờ thì em sẽ tiến vào căn nhà. Thì đây, cửa chính căn nhà thì được làm bằng sắt và kính. Căn nhà thì ở tầng dưới thì được bố trí phòng bếp, bàn ăn và nhà vệ sinh. Thì khi về thì anh chị có thể dùng cái bàn ăn này để làm cái bàn ngồi xem tivi. Anh chị có thể treo tivi ở lên bên cạnh tường của ngay cầu thang. Anh chị thấy thì từ trong nhà nhìn ra thì căn nhà rất là thoáng, và ngay cái bàn ăn thì được bố trí một cái cửa sổ thì rất là sáng sủa, thì anh chị có thể nhận chọn ánh sáng bao quát từ ngoài vào. Thì đây là cái nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh được chủ làm lại rất là mới, được ốp gạch xung quanh tường và dưới nền. Lavabo của cái căn nhà vệ sinh thì cũng được làm mới rất là sạch sẽ. Nói chung căn nhà này thì được chủ xây dựng lại rất là mới, và anh chị chỉ cần xách ba lô và ở. Căn nhà này thì có diện tích là 16 m², ngang 4x4, và có một trệt và hai lầu, được bố trí hai nhà vệ sinh, hai phòng ngủ và có phòng bếp. Thì anh chị có thể thấy bếp thì được ốp cái mặt đá rất là đẹp, và kính bếp thì được sử dụng màu xanh đi cùng với tông của căn nhà thì rất là đẹp. Tủ của bếp thì được làm bằng gỗ MDF an cường, chống thấm, chống ẩm, rất là đẹp. Anh chị có thể thấy hiện nay thì em đang mở ra hết các cánh cửa để anh chị thấy và hình dung. Tường thì cũng được sơn màu xanh, nhìn rất là sáng. Thì ngay bây giờ em sẽ đi lên cái tầng 1. Anh thấy là, anh chị có thể thấy là cái thang mà đi lên tầng 1 thì được sử dụng là thang gỗ. Thì anh chị đi lên tầng 1. Đó, em quay từ trên xuống để anh chị thấy được cái thang gỗ như thế nào. Còn bây giờ thì mình lên cái tầng 1. Tầng 1 thì ngay cầu thang đi lên mình được bố trí một cái nhà vệ sinh, được sử dụng để cho tầng 1 là vừa đi vệ sinh và anh chị có thể tắm trong cái căn nhà vệ sinh này luôn. Nhà vệ sinh thì cũng giống như tầng dưới thì được ốp gạch xung quanh tường và dưới nền rất là sạch sẽ. Phía trên tầng của mỗi nhà vệ sinh thì đều có gắn đèn điện và các cái cửa thông gió. Bao quát của cái tầng 1 này thì gồm một cái phòng ngủ và một cái lối đi thì rất là rộng rãi. Anh chị có thể đi ra ngoài cái ban công của căn nhà này, thì hiện tại là ban công đang khóa nên em chưa có thể chìa khóa mà đi ra. Thì tí em sẽ đi lên tầng trên, và tầng trên thì không khóa và anh chị sẽ thấy được cái ban công. Nó rất nhỏ nhưng là chủ nhà bố trí công năng rất là đẹp, và anh chị có thể hình dung được. Và từ cái phòng ngủ của tầng 1, tầng 2 có thể nhìn bao quát ra bên ngoài. Tường được sơn sửa. Đây là cái phòng ngủ ở tầng 1. Anh chị có thể thấy phòng
Phòng ngủ này cũng rất là rộng rãi, anh chị về có thể đặt một chiếc giường và một chiếc tủ nhỏ để ở. Căn này thì rất là hợp cho gia đình vợ chồng trẻ và có con nhỏ ở trong cái căn nhà này thì rất là tiện nghi và ấm cúng. Trần thì đều được lót rất là đẹp. Thấy anh chị nhìn bao quát hết cái tầng 1. Mọi thứ trong nhà sửa sang lại thì rất là đẹp và mình chỉ cần xách ba lô vào là để ở thôi. Đấy, anh chị có thể thấy là em đang quay rất là chi tiết mọi ngóc ngách của cái căn nhà. Thì bây giờ em đi lên cái tầng 2. Tầng 2 của căn nhà thì được bố trí bằng một cái thang sắt thì để giảm cái trọng lực của cái căn nhà. Thì nhà này đều được đúc bê tông thật, cốt thép, là các trần đều được làm rất là đẹp. Bố trí thì rất là hài hòa. Trên của tầng 2 thì chủ nhà không có ngăn phòng ra như ở bên dưới, thì căn phòng rất là rộng rãi và thoáng mát. Thì căn này ngay ở trên cái tầng 2 này thì mình cũng sử dụng để làm cái phòng ngủ cho vợ chồng hoặc là cho các con nhỏ trên này, thì rất là rộng rãi. Anh chị có thể thấy là tuy căn nhà nhỏ nhưng là chủ nhà đã bố trí rất là hài hòa trong cái căn nhà này, và căn nhà tràn ngập ánh sáng rất là đẹp. Nắng thì mình đang quay buổi sáng nên là nắng nó chiếu vào nhà ở một góc tại cửa đi ra cái ban công. Anh chị có thể thấy là sàn tường đều làm rất là đẹp. Bây giờ em đi ra ban công, hồi nãy tầng 1 mình không ra được thì bây giờ em ra ở tầng 2, thì tầng 2 cũng giống như tầng 1 đều có ban công ngang khoảng 50 phân và đều có cái mái che ở trên, thì có anh chị có thể từ cái phòng ngủ mà nhìn ra bao quát xung quanh thì rất là đẹp và rất là thoáng. Cảm giác thì mỗi sáng mà thức dậy thì anh chị từ căn phòng bước ra và nhìn thẳng ra bên ngoài thì căn nhà tràn ngập ánh sáng. Giờ bây giờ thì em vào lại trong cái căn nhà thì quay từ một cái hướng ngược lại thì anh chị có thể thấy là gạch của nền nhà rất là đẹp, tường thì được sử dụng màu xanh và chủ nhà đã tận dụng các cái gạch sáng ở các cái góc nhà để lấy sáng nên căn nhà rất là sáng và không bị tù tối giống như các căn nhà khác. Đây, nhà vệ sinh ở trên tầng 2 thì cũng được sử dụng cái bồn lavabo và cái bồn đi vệ sinh thì đều rất là sạch sẽ và mới. Thì chủ nhà thì căn nhà này mới làm lại nên đối với tầng trên này thì mình nghĩ là hai vợ chồng ở trên tầng trên này thì rất là đẹp.